Alo Lâm nghe. Chuyện gì khó đã có Dương Lâm. Em ước gì ha anh thay thế em đầu một lần cho anh biết cái cảm giác. Em ước gì ha anh thay thế em đầu một lần. Đầu. Mà đi bầu thì đi làm sao? Em đi bằng thường, đi bằng hai chân. Là mình có đỡ. Đi bằng hai chân. Chứ phải đi bằng đầu. Từ thôi, bây giờ cứng cái bụng nha. Rồi bình thường là anh vô là cái một luôn Quỳnh. Đừng nhăn em. Mình đỡ nhớ bà Tư chưa? Hay là ngày nào cũng nhớ? Nhớ. Nhớ đúng không? Nhớ. Hồi đó thí dụ còn sống thì đôi khi cũng va chạm nhau. Nhưng mà giờ mất rồi bây giờ. Bà bầu nào cũng giống nhau hết, là một cái quá trình nó rất là mệt mỏi với lại sẽ rất là bị áp lực rất là nhiều. Chỉ mong là mấy chị sẽ cố gắng vượt qua bằng cách là mình sẽ kiếm việc mình làm nhiều lên để thời gian nó nhanh hơn. Thì các anh hãy thương yêu vợ mình nhiều hơn bất cứ lúc nào.